Hello, chào tất cả các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình Thành EZ. Thì hôm nay ta sẽ chơi tiếp cái tựa game Don't Stay Together. Và hôm nay thì mình đang gặp cái con chim một mắt này. Cái quả trứng của nó có cái màu đốm đốm này, hai trứng nào cũng thế Đức. Không, trứng viên của nó thế. Nhìn con này gớm vãi, tỉa ra thịt nó đi được. Nhìn ghét vãi. Cái con thằn lằn cỏ nó có ấy không nhỉ, có ăn được cái có lấy được thịt không? Nhưng mà nó chuyện nhanh ấy. Mình bắn được không? Bắn nó ấy. Bây giờ đang mùa thu được ạ. Xong là sang mùa xuân đấy. May thật thì không đến mùa đông vội rồi, thoải mái mà kiếm đồ nhá. Xuân hạ thu đông ơi, nhầm quên mình cứ nhầm ngu vãi. Không nhắc em bảo sang mùa xuân luôn, bỏ qua mùa đông. Cậu không có thời gian về mùa nữa rồi. Uầy, mình không biết là mất bao nhiêu cái búa rồi. Chặt thêm ít cái cành cây này không thì vỡ mồm. Khám phá được khá nhiều dưới này, khá nhiều chỗ đấy. Anh nghĩ nên ngày thứ 10 anh em mình nên về nhà và xem chế được cái gì không nhé. Hay là vẫn đi kiếm tiếp nếu mất thời gian. Chú không có đá à? Anh không thấy đá rồi. Không tìm được đâu. Đá đâu à? Không có nữa. Ok thì anh về đây. Thế thì anh về mang chú. Anh về đây mang ấy nhá, mang đá, mang cỏ chú nhá. Xong anh đi kiếm tiếp. Xa vãi cả nồi ra. Hui. Chú. Cái này không có cái teleport nhỉ, ở trong trong Minecraft nó có cái teleport đấy. Di chuyển đến vị trí được ấy, đỡ phải chạy. Nhưng mà cái bản đồ của Minecraft nó rộng, xa lắm. Đang về đây. 88 mà tự thay đổi này. Xem mà còn như có cái đuốc không nhỉ. Hết đuốc rồi, chế thêm cái đuốc đi. Đang về đây. Chú ấy đợi anh. Ôi, mà không đeo được, tại vì đang tối mà đeo cái kiếm vào là chết ngay. Ôi tự nhiên thời gian chuyển từ ngày sang đêm cái nó giật giật phát. Chú bị giật không? Máy lởm à? Máy lởm gì? Ngáo. Chắc là anh hot nó bị giật đấy. Thế là sao? Mà hình như cái bản biển nó mốt chơi multi được cái sao ấy, multiplay được cái sao ấy, chơi LAN được mà. Nhưng mà mốt thì nó không ổn định bằng chính nhà sản xuất nó tạo ra đúng không? Chắc chắn một điều là thế luôn. Chạy nhanh đấy, chạy nhanh đấy. Anh không cần đói lắm đâu, anh đang chạy đường này đúng không? Đúng không? Máy quá, có cái đường này nó về tận nhà luôn. Con mình nó chạy nhanh, chạy như ma đuổi này. Úi giời. Nhanh thật. Chơi từ lúc ấy giờ mà vẫn không được tặng món đồ gì nhờ. Sao lâu được đồ ấy nhỉ? Anh thấy kia nó thông báo nó tặng cho 3 món đồ cơ mà, tại sao trong này không có cái gì nhỉ? Anh nghĩ phải chơi ngày chơi thêm ngày nữa và thì mới lấy được ấy. Thì mình có món đồ. Anh nghĩ là phải chơi. Ôi, đi qua rồi. Đức ơi, đá này. À đây anh chế luôn cho. Đâu rồi. Chế đâu?
Ờ thế thì đá đây. À ở cái này không à. Đá đây. Đấy. Chế tủ lạnh đi, nấm này. Măn rốc này, vứt hết nhá. Những cái gì cần thiết vứt hết ra rồi nhá. Vàng này. Cái nitro này làm gì đây? Cho chú một ít đá để chế đồ này. Đấy, mấy cái cây đấy. Ở berry mình còn có hai bụi. Dù hoa cỏ này. Ờ, cái này ăn nhá. Có cái gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Chú cần cành cây không? Chắc không cần đúng không? Anh đẩy. Anh chế cái vũ khí đó. Ô, cần một dây thừng này. Một dây thừng à? Dây thừng đâu đây? Ờ, chế được một cái giáo rồi. Yes. Xem nào, chế thêm cái gì không nhỉ? Không có gì, cái trong chóng. Trong chóng chế từ ba. Đưa cái trong chóng này. Trong chóng. Nhìn chối mãi thôi, vứt ở trong hòm này. À thôi vứt đi. Chế nghịch để cho nó quay cho nó mát thế nào. Đàn violin. Chế được cái gì nữa không ta? Mũ rơm à? À chế mũ rơm để tiễn đội trên đầu cũng được. À thức ăn đâu em? Cái gì đấy? Thịt xiên à? Ngon. Thôi đi đây. Mình nghĩ mình xem mình cần cái gì nữa không nhỉ? Vũ khí thì mình có rồi này. Để mình xem này. Xẻng vàng. Cái này là để cắt ấy này. Cái đào đất này để làm gì Đức? Có cần không? Hả? Đức. Anh cứ chế một cái cho nó mình có thể ấy được ở sau cái cái bọn này nó lên lấy đồ mình này. Lấy hết đá rồi à? Thịt này, thịt về mà nướng lên. Một này lão thật đấy. Chế lên lấy đá. Ô, nó có một cái gì đấy, Đức ơi. Chế cái bếp gì mà sau cái đuốc đấy. Chế từ cái ni tre này. Mùa hè, ok. Mà cái này chắc không cần đúng không? Hiện tại không cần đúng không? Bây giờ đi kiếm gì đây để anh kiếm nốt cho. Nào. Được à? Chỉ có gỗ đá thôi. À thôi, gỗ đá cũng bị rồi. Cỏ ăn kiếm nhiều. Cỏ này với bụi berry nhá. Ok. Phân. Tơ nhện à? Anh nhìn anh nhện cho. Nhện ở đâu ta? Ồ đây, bầy nhện đây rồi. Nhưng mà anh nghĩ nên ở nhà sáng mai đi mà thôi, cứ đi thẳng đi. Mai đến đấy là vừa. Không việc gì mà phải ấy cả. Ăn thêm cái thịt xiên nữa. Rồi ok. No rồi thì đi thôi, chiến thôi. Nhìn chung là vẫn phải lấy tất cả thứ. Cây to thì vẫn phải đốn. Không gì là thừa ở đây cả. Ồ, cây to rồi. Gọi búa. Trời mãi để đợi ra được cái chơi được cái đồ mà vẫn chưa thấy cho đồ. Lần này rút kinh nghiệm là gặp ong sát thủ là chạy được chứ. Không mà chết vì ong sát thủ. Nhục thật, phải bỏ game vì ong sát thủ. Đông thật, anh nhìn thấy cái bọn này anh choáng luôn, anh choáng cả boss ấy. Dù là chưa gặp boss lúc nào nhưng mà nhìn thấy cái con choáng cả boss. Mười bảy cái rồi, nhiều hết.
chồng chồng đó. Không rồi, thần rừng chết. Thần rừng đánh ra được đồ đúng không? Anh nghĩ là chúng ta phải đi đánh boss đây được là để lấy được đồ để chúng ta có thể đàn vũ khí ngon, áo ngon. Ok, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm đồ. Mà cái mũ hoa cỏ của mình cũng đã hết rồi. Mình nghĩ mình làm mũ hoa cỏ mới. Vứt mũ hoa cỏ đi. Ố, lại mũ hoa cỏ mới rồi. Mũ hoa cỏ lúc nào thì nó cũng đầy ấy thôi, đầy cái não thôi, không bị sợ chết. Quả nấm đấm. Nấm độc à? Như đến nấm độc hay sao? Anh dùng cái đàn chứ. Để ra đi. Cái đàn có cái chỉ số đấy, xem đọc chúng có biết cái gì không? Anh không hiểu nó cái gì cả. Không 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 ấy được cả. Thì chú không phải là chủ của nó nên không, chú không không đọc rồi đúng không? Trừ 50% speed thì biết rồi. Còn cái dòng cộng 25 cái gì ấy? Công não à? Có cả công đúng không? Thật ra não thì không cần, não thì mình đội mũ hoa cỏ hơn. Cái kiếm mình ngon hơn. Anh theo anh cái kiếm mình ngon hơn. Thì đây. Phần. Mấy con chim này, không phải là u sốp nữa nên không không đánh được. Không đánh được mấy con chim nữa, không bắn được mấy con chim nữa. Cái gì? Tôi đánh nhện đây. Đây đánh nhện thôi, trên này có nhện. Wow wow wow, ong ong. Với đào luôn mấy cái bia mộ. Ôi hoa quỷ, hoa quỷ. Mệt đấy. Nhện à, nhện về đây. Trang bị tận răng nào. Áo này. Áo này với một cái ôi ok. Vào thôi, chiến nhện nào. Chiến nào. Đấy khi đèn ra đợi, vào đợi, vào đợi. Vào đây. Mày dọa tao. Còn nhện như thằng kia đuổi mình nào. Vào đây. Nó đánh cái hộp của tôi, cái nó đánh cái hòm của tôi, nó cái hòm có chết không nhỉ? Cái hòm trong lắm, hòm 400 máu rồi. Ui đánh được không mất tí máu nào. Mấy con nhện ghẻ rách này. Vào đây, mấy con nhện này. Wow wow wow. Vào đây, vào đây, đúng rồi, vào đây. Một phát rồi. Ô, ô. Đánh cái hòm của tao. Cái con này vẫn chưa quen cách đánh nhau lắm. Nhưng mà con này khá là trâu. Bro khá là trâu luôn. Cắn không suy nhê lắm. Vào đây. Hai cắn nhện luôn. Úi giời. Thịt quái vật này, tía gọi thêm một đám lợn nữa là đi đánh mày. Ok vào đây. Ok, khá là nhiều luôn. Ra đây, hết rồi. Hết sạch rồi. Trên này khá nhiều luôn nhưng mà phải vào tận sâu ở trong rừng. Thằng nhện tận sâu trong rừng già. Hơi tởm. Vào đây. Ra đất trống này em. Không ra. Sợ chạy vào chứ. Thế bọn nồi này. Ui rồi, nhện sát thủ.
kinh, úi rồi đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Nó thủ đông quá. Bình tĩnh nào. Ồ, đông thế, đông thế, đông đấy, đông đấy. Ui, ui, 4-5 con nhện sát thủ này, kinh quá. Ồ, đông thế. Ô, chết tôi rồi. Nó cắn chết cái hòm của tôi rồi, Đức ơi. Mày nhớ bọn này rất là bố láo nhá. Chạy rồi nhưng mà cái hòm. Đưa cái hòm mất rồi, mất cái hòm rồi. Cái hòm hồi sinh nhưng mà nó có đi theo mình không? Hình như mình mất cái gậy rồi. À gậy đây rồi. Mày qua vẫn còn trong người. Ok. Đánh bao nhiêu cái mới được có 2 cái hạch nhện. Khá là củ chuối luôn. Đánh đến khoảng mấy con, gần chục con được có 2 hạch nhện, 4 cái tơ nhện. Ra đây nào, mấy con kia, ra đây. Để phát chết luôn. Ta sẽ ái chà, từ từ nhá, tao ấy đã. Ái à, cắn xịt rồi, mày nhợt. 400 máu ạ, 400 máu ạ, ui, 400 máu ạ. Ok. Ôi, đói rồi thì hiện tại là không có đồ ăn. Đi kiếm đồ ăn cái, mà mình nghĩ thì mình nên làm gì đây nhỉ? Kiếm đồ ăn. Đã hết đồ ăn rồi. À có một cái này ăn tạm. Đốt lửa chưa cần. Ôi, phải chưa? Con sang đi nấu được x2 đồ ăn ạ. X2 á? Nấu 1 được 2. Lợi thế phết nhỉ? Được đâu. Thế là lợi thế đấy, tôi nghĩ là lợi thế. Ôi mày có berry rồi, ăn tạm berry, ngon. Đang có... Mày có 5 cái quả berry ăn, lên máu. Úi xìa. Cái con này cũng khá là trâu đấy ạ. Máu nó không cao lắm nhưng mà nó ở chống chịu tốt đấy, không quá yếu. Nhặt ít berry rừng ăn qua cơn đói. Nhiều phết. Thế thôi, nhặt bằng cái berry thôi. Tiếp theo ta sẽ vào. Ủa, tiến hơi lắc. À đúng rồi, phải đi đào đào berry. Đúng rồi. Berry này nhìn giờ hình khác nhở. Nó mới cập nhật bản mới sao đúng không? Thấy bụi berry khác quá. Nhìn tưởng cái cây cỏ ma. Ở đây là được rồi, đủ đấy, khá nhiều rồi. Chú có cần cái gốc cây không, để anh đào về gốc cây cho cái cành cây ấy.
Đây đi đánh nhện thôi. Mà sao cái micro chú nói nhỏ vậy? Chú cho nhỏ à? Anh nghe nhỏ lắm nhá, chẳng hiểu sao. Vào đây. Ôi ra khỏi cái nhện này cái đó. Vào đây đúng rồi, đúng rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Toàn là thịt thôi. Ôi, may quá thêm cái hạch nhện nữa. Hết nhện rồi, trong ngoài hết nhện. Nhà có cái gì em? Hai con ma cây rồi xuất hiện. Chú chặt nhiều cây quá gì? Ngu. Thanh niên bảo trồng cây xuống. Chủ quan, không trồng. Khá nhiều hạch nhện rồi. Ok. Hay quá, không có nhện sát thủ. Từng con một thôi, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, có nhện sát thủ này. Tuyệt vời. Toàn thịt quái vật. Mình lắm thịt quái vật thế. Tao ăn cái tăng máu nó cũng tăng luôn cả máu mình. Tuyệt vời. Có nên đào bia mộ không nhỉ? Đào đi. À, không được, mình tốt nhất là mình nên săn nốt mấy con ấy trong này. Bảo ơi, từng con bao một thôi. Đúng rồi. Đánh theo kiểu du kích đỡ tốn máu. Đúng rồi, đúng rồi. Hoặc cho con lợn ăn cái này và nó đánh hộ mình được ạ. Đây đây là lợn, đúng rồi. Đây cho miếng thịt này. Ăn đi. Ngon không? Ok. Vào đây đánh hộ anh mấy con này. Đúng rồi, vào đây. Vào đây, vào đây. Wow. Thôi xong thôi té chết rồi. Ui. Mình quên không nhìn máu. Trời ơi. Tí chết. Sợ quá được ạ, tí chết. Nhện đánh con lợn anh thu phục nó cũng chết mất rồi. Khổ. Hồi sinh rồi. Ấy cái hòm của tôi hồi sinh rồi, sướng rồi. Anh mới kiếm được 4 cái tơ nhện thôi được ạ, với 8 cái hạch nhện. Đi kiếm thêm mấy đây, đi kiếm thêm chắc xem nào. Lên đây à, bên đây mình đi chưa nhỉ? Đi lên trên này thì mình chưa đi. Đi thẳng sang bên kia. Máu nó không tự tăng nhỉ? Máu tự tăng thì ngon. Nó không tự hồi. Mình sẽ đi lên đây xem sao, xem có cái gì trên này không. Ok, có cái gì đây? Có cái bộ xương mà chú vừa hay nói là bị cây giáo đâm xuyên qua mồm này. Có cái loại gì đây? Ủa? Cái con gì đấy? Nó như kiểu cái củ cải vậy em. Anh nhổ lên nó thành cái con gì ấy? Nó cứ kêu này. Đập nó được không? Không đập, đối chứ đập rồi. Thế bây giờ làm nào?
Nhưng mà làm nào để hái củ nhân sâm này? Phải hái ở ban ngày. Buồn cười quá. Nó cứ nhảy. Mày có y con tao ấy. Mày khó chịu đấy. Nó cứ đi theo mình cơ. Cứ kiểu chiều người ấy. Khó chịu đấy. Tôi làm đệ nào cũng được. Đấy gì? Anh hiện tại có một củ nhân sâm đang đi theo. Nhưng mà nó hơi khó chịu luôn. Thật sự là khá là khó chịu ấy, cái củ nhân sâm. Hôm nay là trăng tròn, ngon. Đi xuyên đêm rồi. Nhặt ít đấy nữa. Mày im đi không? Nhắn lắm rồi đấy. Ồ, có ma. Ủa. Ủa, cái ma giết củ nhân sâm rồi. Nhặt thôi. Nhặt cái củ nhân sâm rồi, con kia đã nói, đỡ đèo nhào rồi, mệt quá. Khó chịu. Mình đang đấu rồi, củ nhân sâm. Khổ thân. Mẹ con ma kia nhá, tao còn 22 máu thôi. Không, tao bảo tao cũng thiến mày. Con ma đánh thường được không nhở? Alo, ăn một cục này này. Xong cầm cái mình gọi. Đấy rồi, vào đây. 200 máu rồi. Đánh này. Chắc chắn là cái gì cả? Cái cục à. Tôi đang ở trên. Ban ngày rồi ạ. Ui, giật. Tự nhiên nó giật. Xẹt. Ui giời ơi, giật cả mình. Con cóc. Mất luôn 8 máu. Khổ thật. Cái con cóc ấy đang sao đây, ta đi nhìn thấy mấy con ma biết gì đây, ghê quá. Thôi rồi, không đi qua cái chỗ khu vực nước ấy nữa. Ồ, chỗ này khám phá xong rồi, mở hết rồi, không có cái gì cả, không chẳng có cái gì mấy cả. Chú biết chế thuốc không Đức? Hả? Anh có tơ nhện đây, bây giờ chú cần gì thì về để anh lấy về để anh chế thuốc mang đi ăn. À, có hạch nhện đây. Cái gì? Cái gì? Cho lấy cho làm kiểu gì đây? Ôi, này toàn rừng đấy. Toàn rừng cây đây. Ồ, mình được một cái cúp. Anh nhận được một cái cốc gọi là cốc gì à? Cốc khoai tây này. Được rồi, anh nhận được cái cốc khoai tây. Gì không? Trên này khá nhiều lợn. Nhiều lợn phết nhỉ. Cốc khoai tây. Ok, lần này ta sẽ đi, anh sẽ đi diệt cả đàm đấy luôn, cho ăn thịt một con. Ok, đi theo mình nào. Cho cả đàn lợn đi giết đấy luôn. Cái con này. Nào đi nào các anh em, ba con lợn rồi. Ăn thêm một cái này nữa này, xong rồi đi chiến nào. Lên được. Ok. Và anh sẽ đi chiến, tử chiến với bọn nhện đây. Bang đệ lợn đây rồi. Phần ở trong giờ này có phần à? Bò rất là nhiều phần. Wow. Có cần đánh bò không? Mình lên tận đâu rồi đây? Hang nhện ở đâu đây? Chú cần phân bò không được rồi? Alo?
đi ấy đã, đi đánh nhện đã, tí sau. Cả một đàn lợn đây rồi. Nó mà không đánh ra kia thì phí lắm. Đâu rồi, nhện đâu rồi? Nhện, như nhện tận tận dưới này cơ. Đi anh em. Đàn lợn. Không. Bốn con. Anh có tận 10 bên thịt cơ, để đánh nhanh không mà tối nó rời bỏ mất. Chạy chậm quá. Tối bố rồi, không tính toán rồi. Nó về nhà rồi. Cay vãi. Cho nó ăn xong nó về nhà. Chú cần lông bò không? Có, chuẩn bị sẵn rồi mà. Anh chuẩn bị lúc nào cũng chuẩn bị sẵn các đồ nghề để đi làm mấy cái này. Ui, lắm bò lắm. Chú lên chú anh rồi, đúng không? Nhìn mặt thằng Sanji lúc nào co có vậy. Ồ, ngon. Nhưng mà anh không cần. Anh cần thuốc cơ. Có con lợn đi lạc này. Ngon. Chú cần hạch nhện không này? Chạy nhanh vồn. Ui, lợn này. Đây mấy con lợn lúc này. Đây là mấy con lợn lúc mà anh cho nó ăn này. Kiếm á. Không cầm cây, cầm kiếm được của Linh Vương đâu. Chỉ có kiếm anh cầm được thôi. Tách ra nhá, cá lông bò không à, không kịp đâu ấy. Anh ở trên này cho. Chặt gỗ đi. Tranh thủ chặt gỗ các thứ đi. Rồi, ok, và mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Các bạn thứ hai đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhá. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.